Gì vậy? Máy chị bị gì rồi đó chứ sao không nhìn thấy em? Cuộc sống có nên lo lắng quá không anh? Anh trả lời em vậy. Cuộc sống muốn vui vẻ đó thì xem anh Như Nguyễn. Cuộc sống muốn lo lắng á thì coi mấy thằng phản động nha. Anh nói về hội cờ đỏ đi anh, hội cờ đỏ nói gì em? Hội cờ đỏ thì em kiếm anh chị em cờ đỏ chứ em kiếm anh biết khỉ gì anh nói. Đang tắm cũng bật like anh nghe nè. Thôi tắm xong đi rồi nghe mày ơi. Mày con gái tao còn hứng với mày đàn ông mà mày nói mày tắm mày nghe tao liên tưởng kỳ kỳ. Lương tháng của anh bây giờ là bao nhiêu? Nói chung lương tháng của anh á là một cái số tiền không thể nào đếm được em. Thằng nào mới vô thả mặt giận ác trời. Hỏi đi bạn là lẹ đi mà làm thêm vlog về địa chính trị. Địa chính trị đây anh nói nhiều rồi em. Nhận xét về Benny Trương xấu hơn em anh ơi, xấu hơn em, già hơn em, hết thời hơn em. Ông mà nghe đồn cha giàu lắm có không anh? Nghe đồn cha nó giàu lắm phải không? Nhờ các cháu nên bác tìm được người anh em kết nghĩa Vũ Trọng Phụng rồi. À cái tin này cũng biết hồi sáng rồi, bác tính báo cho bác ngủ rồi. Cái tin này con biết rồi nha. Hồi xưa là bác Vũ Trọng Phụng là bộ đội đúng không? Rồi bác làm nghề bán máy radio cassette phải không? Rồi xong rồi bác lừa bác Vũ Trọng Phụng phải không? Thấy bộ đội khờ của bác lừa bác lấy hết tiền lương luôn đúng không? Hở hở ra là chụp mũ phản động. Phản động nói mẹ phản động rồi chụp chụp cái con khỉ gì mệt quá. Đúng không? Phản động nhận phản động đi, yêu nước nhận yêu nước đi, chụp cái khỉ gì đúng không? Mình phản động thì mình nhận thôi có gì đâu. Mẹ phản động mà không sợ phản động, mẹ đi bán dâm mà người ta kêu là đỉ tự ái làm sao? Mấy em cứ vậy hoài đúng không? Ví dụ như anh Duy lái mẹt đó, tụi bay thích tụi bay kêu đại gia, tao có cãi đâu, tao không bao giờ cãi hết, chuyện bình thường à. Anh cảm thấy trong một khuôn khổ định nghĩa nó hợp lý, hiểu không? Nói về vụ Trung Quốc đem máy bay oanh tạc ra Hoàng Sa đi anh ơi. Việt Nam mình phản đối rồi nha. Việt Nam mình phản đối rồi em. Nói chung mình chuẩn bị kéo rocket ra biển rồi đó. Anh biết tin này đó mấy em. 5-6 chiếc kilo nó đang hộp ở dưới chuẩn bị gắn đầu đạn hạt nhân ship bên Nga về rồi em. Nghe kia nói nha, không biết à. Anh có tin tình báo nằm trong hải quân đó mấy em. Mẹ nó chém gió lên, tao chém gió chết tao luôn. Nó chỉ lo khỉ gì mày, tự nhiên nhà nhà nước mình mua kilo rồi mẹ không phải đi mua để cho lặn cho nó chơi đâu mấy ông nội đúng không? Mấy em phải biết là kilo em, giờ anh hỏi tụi em là kilo nó bắn được tên lửa không hả? À, kilo nó bắn được tên lửa không? Tên lửa nó gắn đầu đạn hạt nhân được không? À, cái máy bay nó chịu được mấy đầu vậy đi mệt quá. Nói về xăng tăng giá mạnh, tăng có mấy đồng lẻ nói gì em ơi. Nói chung anh không quan tâm mấy chuyện đó đúng không? Tăng mấy đồng lẻ không đủ thuốc lào, một năm nó tăng giá mười mấy lần, nó xuống giá cũng mấy chục lần, ăn đâu ngồi đu theo giá xăng mày, hiểu không? Đi bán dâm kiêu đỉ mà tự ái, kết câu này quá anh ơi, còn nhiều câu kết lắm em. Bên mình cũng đem ra đảo à, đem lâu rồi, mình đem ra trước rồi, mình chuẩn bị low cost xong hết rồi mấy, kể đi chị. Nhà nước để nhà nước lo đúng không? Chị quýnh lộn rồi, để gì chị quýnh lộn rồi, trước mắt rồi để Bộ Quốc phòng với Bộ Ngoại giao lo, hiểu không? Cá quả Đông Lào trang bị cúp mà anh, mà cúp mang đầu đầu đạn hạt nhân, đồng chí đừng tiết lộ nhiều quá nghe. Nay anh Sơn Tây Đam Ngô Cà Mau Nha Duy có không? Có anh Sơn Tây Đam Ngô, anh Ngô Cà Mau không? Sếp ơi quay co về chưa hả? À, chưa em. Quay co phải tháng 6. Giờ làm đỡ thùng titanium đi em. Cách mạng cá cây BOT phí đang cách mạng xăng. Đồng mà nó cách mạng nào nó cũng khổ hết á. Ngu chích mẹ thời gian mẹ lòm làm cách mạng đó, người ta lo đi làm mướn đi. Đúng không mấy em? Mày có làm cách mạng xong mày cũng làm mướn à. Mà chưa chắc mày còn cơ hội để mày làm mướn nữa. Tào lao thì có lý tưởng đúng chỗ à.
Việt Nam Cộng Hòa nó kêu Việt Nam Cộng Hòa chết ngắt lâu rồi, Việt Nam Cộng Hòa gì bây giờ nói tầm bậy không rồi. Gì vụ của anh nhạy cảm quá làm sao, nói về đặc khu kinh tế đi anh ơi. Ừ, đặc khu kinh tế anh cũng mong muốn triển khai cho nó sớm sớm em, để cho mình biết được mặt mũi đặc khu ra làm sao thôi. Thèm khát đặc khu lắm, anh ở Việt Nam mấy chục năm trời anh chưa biết mặt đặc khu nó ra làm sao hết mấy em đó. Trời đất ơi sợ gì anh Hoài Thị Tổ ơi, mẹ trùm phản động bên Cali nó là đi nhậu tao rủ thằng nào cũng thấy mặt hết, đi biểu tình có 300 đứa kìa, lo thấy gì. Nguyên tắc con người ta đó là gì, ăn cỏ thì đi trước mà lội nước theo sau, nói cho vỡ nói cho đã cái mỏ thôi, chứ kêu giờ mày đi xuống đường làm cách mạng màu coi thằng nào dám đi. Nói về cộng sản đi anh, cộng sản thì liên hệ đã cộng sản, mày hỏi tao biết khỉ cộng sản đó mày, mày hỏi cái gì dễ dễ thì anh biết, hỏi cái khó quá sao anh biết được. 1 tháng ôn thi tốt nghiệp không anh, không mày đi chơi đi. Người ta đấu tranh đưa lên báo chí những bất cập còn đám ba sọc thì dựa vào đó đòi thay đổi chế độ thì bắt là phải rồi. Kinh tế bây giờ nhanh giàu nhất anh Việt lót em, có muốn mở gym ngoài đặc khu Phú Quốc không anh, để nghiên cứu thì sao chứ giờ chưa biết nghe. Ăn cổ 3.000 biểu tình 300. Khu quân sự 51 của Mỹ đại ca Duy ơi, trời ơi hỏi anh Sơn Tây, cái đó phải hỏi anh Sơn Tây nha. Đảng nào bản chất nó cũng không xấu, chỉ có người ta làm mới xấu phải không anh? Đúng rồi, con người mới xấu chứ đảng, đảng là gì, đảng là tập hợp. Tăng cơ giảm mỡ uống thực phẩm gì? Bộ ba thần thánh cộng với Lin. Học cấp 3 hạnh kiểm trung bình có sao không anh? Thất nghiệp em. Nước nào có được công nghệ AI sẽ làm chủ thế giới thì thôi kệ mẹ nó đi, mình không có mình không quan tâm em ơi. Để cho mấy thằng có nó giành giật nhau nó quýnh nhau nha. Người ta nói hói như Lenin, râu nhiều như các mác đúng không anh? Xăm lờ. Tự nhiên hói như Lenin, râu gì các mác là sao? Nói không mục đích gì đó, râu nhiều như Trương Phi được không? Đúng không? Nó tầm bậy mấy em, không có gọi là không có gì vô gì hết. Vậy sao chơi lại Trung Quốc thì chơi lại Trung Quốc kệ mẹ nó, mắc cỡ gì phải chơi lại nó đúng không, đâu quan trọng đâu bạn. Không lẽ giờ cuộc đời bạn mà gặp thằng kia bạn muốn là bạn phải giết được nó à? Quan trọng gì, quan trọng là không bị nó giết là ok rồi, chuẩn không em? Tao không cần giỏi hơn mày, tao không thua mày là ok, vậy đi cho khỏe. Bởi vì mấy bạn trẻ trâu lúc nào cũng muốn hơn thua không mà có tính hiếu thắng, toàn nít ranh không mà. Việt Nam có đầu đạn hạt nhân không anh? Tao không biết mày ơi, bí mật quân sự. Ủa sao ở Việt Nam mình chỉ có Bác Hồ là chủ tịch đảng vậy anh? Tại Bác Hồ VIP nhất thì Bác Hồ là chủ tịch đảng, sau này đổi thành tổng bí thư. Trung Quốc có nhiều tiền nhưng toàn mua được vũ khí lõm, cái này mày ngu nè. Mẹ mày nói Trung Quốc sản xuất vũ khí lõm là ok, tao còn đồng tình. Mày nghĩ Trung Quốc nó khùng nữa đó, nó mua vũ khí lõm hả mày? Trời ơi, nói tầm bậy em. Phú Quốc nếu trong tương lai thì là đặc khu thì phòng gym mở ra là cấp tiến chiến lược toàn đại gia. Ôi, mấy đại gia ở tập gym đó mày ơi. Mấy đại gia đi chơi gái với quýnh gôn không mà gym giết khỉ gì. Chỉ có Trung lưu nó mới chơi gym thôi. Trụ sở BBT ở đâu vậy? Trụ sở BBT trên ở trên Facebook của em. Hôm nay live sớm mùa hè, live sớm ngủ sớm em. Bạn nghĩ sao về bình luận của Dưa Leo trên YouTube so sánh mẻo Việt Nam, nhất lẽ gì lùng tam hô tứ súng? Một ông công an Việt Nam không cần biết có vào đảng hay không, làm gì sai mà nó chửi cả đảng. Ờ đúng rồi, cái đọc tới đây hiểu rồi đó. Chào anh Duy Nguyễn, chào em. Sao Cuba thân với mình như vậy mà không gửi xì gà cho Bác Hồ hút gì anh? Gửi nhiều chứ, sao em nó không gửi? Hồi xưa Bác hút Bác còn chia cho anh nữa mà. Hai.
Ủa Hàn Ngân này là anh trai anh gái mà qua ta anh gái mà hỏi xàm xàm nãy giờ đó. Bạn vô check in profile đứa này coi nó hàng hàng thiệt hay hàng fake á bạn. Tổ cha mấy cái bay yêu nước nói Đăng Bác là người xấu. Thôi nó cơi bay đâu bay bán nước chứ yêu nước gì nói kỹ em bậy bạ không à. Thiệt anh hả? Thiệt anh, gửi hình chứng minh đi, gửi hình em là con gái đi. Nhớ phải chứng minh sao em là con gái anh mới chấp nhận nghe. Chào buổi tối anh, chào em. Anh Duy ơi, phòng anh đang xây ở quận mấy, trên Facebook của anh có đây. Bà Tổng thống Hàn Quốc nhiệm kỳ trước bị gì mà cách chức gì anh? Hình như là bà chơi lét hay gì á. Hình như là bà chơi lét với nhỏ bạn thân bà, mà nhỏ bạn thân bà bậy quá, nhỏ bạn thân bà bị bắt trước. Rồi xong rồi bà cũng như là dính líu với tội phạm mà này nọ rồi rồi bị trút trút quyền luôn, bà là bị trút phế luôn chứ không phải là gọi là từ chức. Trong rồi xong rồi quá trình trút phế đó điều tra ra bà này có tham nhũng. Bà này có tham nhũng xong bà lên đường luôn rồi. Giờ biết bà hình như bà ở tù lắm ta. Ở tù với đền bao nhiêu triệu won á. Inbox gà chịch nó đi anh bậy bạ mày. Mày biết hàng gì gà bạ đút vô hồi tà đầu chết sao? Mày ẩu quá tao mấy tụi trẻ như mày ngựa non háo đá. Gì? Chuyện chưa Âu biết về Đảng Cộng sản Việt Nam gì à, đang chửi đi xa hả? Anh ơi bác hồ gì nói chả hiểu gì đó, viết chữ viết xong mà viết cũng được nữa mấy đứa. Sao ông già đảng viên ở Vũng Tàu dâm ô mấy đứa con nít cùng một lúc nhưng chỉ hưởng án tù treo với anh? Tao có xử đâu mày hỏi tao, đúng không? Mẹ tao có xử đâu mày hỏi anh thua luôn. Mà giờ như là xử lại rồi đó, vụ đó như xử lại rồi. Xử lại chắc có thể là ở tù thiệt á. Tại vì nếu mà tù treo người ta chấp nhận là đâu có xử lại đâu. Mà giờ xử lại chắc ở tù thiệt. À, đảng nước mình là những người tốt hay những người xấu với anh? Giờ ta hỏi nhà mày là người tốt hay người xấu? Anh Duy không rượu bia hâm mộ quá. Thôi đừng nói trong lãng mày. Nãy giờ hỏi xàm xàm mấy câu tôi dặn lưng cho con cái gia đình. Uống nhiều loại súp pha trộn lại có sao không anh? Mệt em. Vì nó là đảng viên liên quan gì ông nội? Kiếm vài bác hải ngoại em rủ đi em ơi, chứ mấy bác hải ngoại giờ rất không nghiêm túc gì chứ. Áo sang chắc quá bót ơi. Chào chị Mary. Rồi Duy Thắng ơi, sale tư vấn đi em, hốt khách về cho anh đi em. Để cắt giảm bộ máy nhà nước theo anh nên làm thế nào? Nói chung là lên thanh lọc những người không có đủ phẩm chất và năng lực chuyên môn em. Thí dụ như thằng nào giỏi mà mất dạy đuổi luôn, rồi thằng nào mà dở thì cho làm việc khác. Mỗi năm Việt Nam chi sai 5 tỷ USD, nó đi đâu vậy anh? Đi vô túi tao nè. Đảng viên nên bị phạt nặng hơn dân thường đúng không anh? Nặng hơn chút thôi em ơi, nặng quá ai dám vô đảng. Nhẹ nhàng thôi em. Duy tìm hiểu Việt Nam có bao nhiêu đảo chưa? Chưa, các bạn nói luôn đi. Đại ca có định nuôi râu không? Có em. Ngày nào cũng chịch được không nếu mày có sức?
tháng 11 xây thành trong chắc tháng 11 chắc xây thành gần xong rồi, em qua đó nộp hồ sơ để xin việc. Vị trí nào em? Chứ đông hồ sơ lắm á, tụi nó biết anh xây xong cuối năm nó đông hồ sơ lắm em. Nhiều thằng trẩu cắn bả trầu phản động nhả ra quá. Di đam cho nó tỉnh ngộ không. Cũng hên xui có thằng tỉnh thằng không tỉnh. Mới thi bằng B2 trượt buồn quá anh ơi. Bằng B2 trượt không có gì nhục hết mày ơi. Có ông kia thi bằng B2 5 lần chưa đậu kìa. Làm như dễ ăn lắm, khó ăn cái bằng đó lắm. Nó giờ thi bằng điện tử hết rồi, hên xui nữa. Mỹ và Trung Quốc hoãn chiến tranh thương mại đó Duy Nguyễn. Nó bỏ luôn chứ không phải nó hoãn, nó xù rồi. Bởi vì đừng tin lời tụi nó nói chơi cho nó vui thôi à. Sao em nhắn tin tham khảo Thuận Tôm kìa em. Các bạn vừa comment nhanh bắt đầu không kịp bạn ơi. Bị lóc xin việc được không anh? Chắc không rồi. Tối nay có ai xin khô máu không Duy? Không. Không ai xin khô máu hết. Việt Nam có 4.000 đảo lớn nhỏ. Đảo nhỏ chắc là mỏm đá quá phải không? 28.000. Ủa 2.800 đảo lớn, 2.000 rạn san hô chưa tính Hoàng Sa và Trường Sa. Em có bằng B2, có bằng kế toán, làm gì cho công ty anh được? Bằng B2 hả? Bằng B2 không lẽ cho mày làm shipper? Shipper được em. Shipper ổn, em trai nào shipper phù hợp. Dạ em muốn làm BT. Em theo anh 3 năm rồi, sinh viên chuẩn bị ra trường. À vậy em là vị trí BT đúng không? Có nên đưa mấy đứa phản quốc tự do trên nóc nhà Ken Nam xuống không anh Duy? Thôi máu me ghê đó mày ơi. Em xin khô máu được không anh? Không, anh biết em lại đâu mà xin với xỏ. Vũ sư có hẹn rồi mà, đâu thấy đâu. Tớ rất hy vọng kinh Kara, kinh đạo Kra, Kra, bỏ chữ A đi, Kra, qua Thái Lan sẽ sớm thực hiện Duy Nguyễn. Ừ mình cũng mong vậy đó mẹ. Kinh tế miền Tây mình mới đi lên được, Việt Nam mình nó cất cánh theo nha. Nhưng mà thằng Thái Lan nó sợ ảnh hưởng tới an ninh, nó đất nước bị chia cắt, nó không dám. Yêu cầu Trung Quốc bỏ tiền nhiều nhiều vô mua chuộc nó đi, mua chuộc quan chức trong trong gì? Trong cung điện á, nó thông qua cái đó mới được. Vũ sư có hẹn bắt cầm mà. Ủa vậy hả? Sao nó thấy ai đâu? Mình cũng xúi cho nó xong ha, nó thiệt đó. Cậu hy vọng chứ tớ đây tớ cũng rất hy vọng. Tớ hy vọng kinh đọc ra nó sớm làm xong. Sau này về Phú Quốc Thổ Chu mua đảo, qua lộn bậy mua nhà ở chơi. Chào chị Thanh. Không thấy ba sọc nào cà phím vậy anh? Nó đang BT nhau vô lượt 10 thằng luôn á chứ đó không có. Tụi nó chơi hội đồng em ơi. BCA có hàng không anh? Chỉ sợ mà em có tiền thôi, mày gặp Duy Nguyễn mà hỏi BCA có hàng không. Trung tâm mới xây hết nhiều tiền không anh? Vài triệu em. Sao tóc anh không để một mái? Mẹ để nhiêu phải báo cáo với mày nữa hả? Con nhỏ trong Đại Nam nó nhắc anh hoài. Xạo, mẹ mày sao mày biết tao vô Đại Nam? Láo. Tao có Zalo hết tụi nó nhắc sao tụi nó nhắn tin cho tao? Đưa mày truyền thư hả mày, sao xạo. Không biết Tàu có đủ lực vượt qua Mỹ chuột Thái không? Đương nhiên là thằng Tàu nó phải quất thằng Thái Lan chứ, Mỹ giờ nó lạnh nhạt rồi. Thằng Mỹ cái vụ mà quân đội nắm quyền là nó quê rồi đó. Nhưng mà thằng Mỹ nó Thái Lan làm gì? Thái Lan không có ngon, thả nó Thái Lan nó Việt Nam như Thái Lan làm gì? Nó sẽ bỏ Thái Lan đó. Chẳng qua Thái Lan đâu, đeo nó hoài, Thái Lan cua nó hoài, nó lâu lâu nó chịch xã giao thôi chứ. Nói thiệt với bạn cái chuyện Mỹ nó không có mặn mò thằng Thái Lan. Đó. Thằng Mỹ nó ghiền thằng Việt Nam hơn chứ. Tại vì thằng Thái Lan quýnh sao lại Trung Quốc, chỉ có Việt Nam được Trung Quốc và chỉ có Việt Nam mới là hòn đá cản đường Trung Quốc đi xuống Đông Nam Á thôi. Chỉ có Việt Nam thôi, Mỹ nó thừa hiểu cái đó. Đồng mà trong tất cả các cảng của Đông Nam Á chỉ có cái cảng Cam Ranh là vịnh nước sâu mẹ đậu được tàu bự thôi. Và từ cũng chỉ có Đà Nẵng, Hải Vân mới quan sát được hết cái Biển Đông thôi. Thái Lan tuổi gì? Trời ơi.
Thành Thái Lan có mẹ gì hot đâu, hot xưa ta chiếm nó lâu rồi, hiểu không? Anh như Pháp nó đâu thèm Thái đâu. Nên Trung Quốc nó sẽ mua thằng Thái, tại nó có cái kênh đào đó để nó thực hiện chiến lược một vành đai một con đường. Nghĩ Trung Quốc sẽ mua đó. Có tin vị trí, có tin Mỹ trục xuất 8.000 người Việt về đúng không anh? Lâu rồi em ơi. Đông Nam Á họp lại đánh Trung Quốc không? Không, Đông Nam Á họp lại quánh không lại Trung Quốc, anh dám khẳng định đó. Chỉ có Việt Nam mới quánh lại thôi. Tại vì Đông Nam Á này mẹ toàn lũ sợ chết, không mà có con nào quánh được. Không có con nào quánh được hết đó. Chỉ có Việt Nam thôi. Đúng không? Khỏi cần Đông Nam Á, cần Việt Nam là đủ. Mà trong Đông Nam Á không có Việt Nam vô nghĩa. Tưởng đâu bạn nói gì hay hay, chứ mấy thằng Đông Nam Á này tổ chức ASEAN nó ngồi nó làm ăn với nhau thì được thôi. Chứ khối ASEAN yếu bỏ mẹ, không có đoàn kết. Trung Quốc nó xào bi xíu là nát khối ASEAN liền rồi bạn ơi. Mà phải hiểu vậy nghe. Thái Lan giờ phụ thuộc Trung Quốc 90%. Thì ở Đông Nam Á ngoài thằng Việt Nam ra có thằng nào không phụ thuộc Trung Quốc trên 50% không bạn chỉ đi. Không dám nói bằng câu luôn. Trong Đông Nam Á này cái thằng Việt Nam là cái thằng phụ thuộc Trung Quốc ít nhất. Và cái thằng nó kháng tàu mạnh nhất. Bạn phải hiểu như vậy. Chính trị bạn phải hiểu tới cái mức đó đó. Mình mới đàm đạo nhau trên bàn trà được. Việt Nam bở đít nó mà anh, thì Việt Nam nằm gần gần nó mà nhìn cái hình nó giống giống thôi chứ mày xài cái từ gì giống cà phê cho mày. Thua luôn á. Này cũng được rồi. Hãnh diện vì là người Việt Nam quá chứ sao nữa. Thì các bạn đừng bao giờ hy vọng khối Đông Nam Á này mẹ đấm đấm tôi nói thiệt đó. Trung Quốc lát xì một cái chết cả lũ. Bạn kể coi Đông Nam Á con nào đủ ra mà hợp binh là đánh nhưng Trung Quốc không đánh nổi luôn á. Quân đội nào mẹ thằng Philippines có mấy thằng phiến quân quýnh hoài quýnh không ăn nữa nó vậy mà nó xả súng ma túy ác lắm nghe nghe nó ma túy nó giết được mấy ngàn người á vậy có phải là hèn với giặc ác với dân không đó. Nội thất quận 12 nó còn nhiều vấn đề lắm em anh đang sửa nha nó chưa có hoàn thiện đâu thôi mình nói chuyện Đông Nam Á đi đang hứng nè mấy bạn còn thằng Singapore thôi khỏi nói rồi Trung Quốc có đứng hàng nó đứng vòng tròn ngoài nó nhiễu nước miếng vô thôi cũng chết nữa. Brunei, Đông Timor, còn quân đội của Mã Lai với Indonesia hả? Mẹ nôn em luôn. Thấy không không thấy không thấy tên trên bản đồ quân sự thế giới luôn. Ai nữa Thái Lan tao khỏi nói rồi. Trung Quốc mới lái xe tăng lạc qua nó có mấy km nó quéo dái nó lại rồi. Ai nữa ta? Miến Điện thôi, yếu. Lào Campuchia bỏ còn ai nữa đâu bạn bạn chỉ trong Đông Nam Á nào men men như mày xài gì xài đồ Mỹ bán đồ Mỹ mà chửi chửi Mỹ chết mẹ cho rồi lãng nhắc tự nhiên xài đồ Mỹ bán đồ Mỹ không liên quan tới chuyện chửi Mỹ hết á mình muốn chửi hay muốn nói thì nó phải đúng đó chứ không phải là mỏ mình auto chửi hiểu không nghe nói Philippines theo Trung Quốc hết theo Mỹ là đúng rồi tổng thống Duterte nói là vì Trung Quốc là best friend của chúng ta mà tỏi không em rồi ship cho mình vài xe tỏi đi bạn có tiền mua không mà đặt láo anh thấy comment của em không đầu lòng hoa ả tố nga thúy kiều là chị em là thúy vân trời ơi đẹp dữ trời wow em có thể nói cho anh cho anh biết là em chụp hình với cái xe hiệu gì không nó thấy màu trắng là thấy gợi tình rồi đó Trung Quốc có mất dạy quá không anh thì nó mất dạy mày làm gì nó mất dạy mày làm gì nó Đông Timor mạnh nhất hả? Ừ, đế quốc Đông Timor này anh cũng hơi lo ngại á. Quân sự Indonesia đứng đầu Đông Nam Á hơn Việt Nam mấy bậc nhưng không có thực chiến. Không mày, nó có thực chiến nó bắn tàu cá đó, đừng chọc nó.
qua bên Lồng Lộn bấm tàu Grab thế mẹ. Bữa nào anh làm clip nói về Đông Nam Á nha anh. Thôi em ơi, nói làm chi mấy cái chuyện này. Chào bác Văn Hồng. Tố Nga ơi là dân chính trị đó Duy. Làm sao? Dân chính trị luôn hả? Khen xe chứ phải khen người à. Thôi xe cho thật thực tiễn em ơi. Người chừng nào phải lọc trần mới biết được chứ. Indo mạnh hơn Việt Nam mạnh con khỉ gì mạnh. Indo mạnh là mạnh cái thời tổng thống thôi. Tổng thống nào mà bạn của Hồ Chí Minh đó, bạn bạn của Bác Hồ đó, đó mới mạnh thôi chứ. Mình vẫn đánh giá quân sự Việt Nam cao hơn. Cậy bạn mà đánh giá gì cậy bạn. Giờ rủ solo nè. Đúng không? Lúc nào em vô kênh anh, em cũng thấy mấy thằng như Đỗ Nam comment không vậy. Mấy cha không có việc gì làm mà ai mà biết. Có khi nào Trung Quốc dùng tiền bằng cách nào đó mua đất ở Việt Nam theo kiểu nào đó mà sử dụng theo mục đích nữa không? Việt Nam đâu phải mang điên. Nói thiệt á, cái chuyện đó em suy nghĩ ra thì thằng nào cũng biết hết. Đúng không mấy em? Cái chuyện đó em biết thì nói thiệt ở Việt Nam thằng nào cũng biết hết. Brunei mạnh nhất Đông Nam Á. Việt Nam che giấu sức mạnh quân sự ghê. Đó là bí mật quân sự. Em coi live anh nhiều giờ ra em cũng biết lịch sử. À, ngoài các bài em học luôn. Cảm ơn anh nha, không có gì em. Đảng Cộng sản Malaysia năm 89 tí nữa cướp được chính quyền. Nhưng lúc đó Đặng Tiểu Bình không chu cấp nữa, thế là thua. Nhỏ. Malai cũng có đảng cộng sản cơ à, Mỹ cũng có đảng cộng sản đây, nói chi Malai không có mà. Má Mỹ và đảng cộng sản nghe. Việt Nam có chế được cây súng nào không? Bí mật quân sự sao ta biết mày? Tao chỉ biết Việt Nam có đi xuất khẩu tàu chiến thôi. Hỏi mua đồ không trả lời à, hỏi mua đồ mà. Hỏi nào? Chứ mua đồ thì mình đâu có khùng đâu, mình không bán mà. Mình sống nhờ nghề bán đồ mà. Audi V8 chạy ngon như mạc không anh? Audi xe nữ em mua cho gái chạy được nha. Việt Nam chiếm được Trung Quốc là bá chủ. Thôi mày đừng có trẩu mày ơi. Nói chuyện gì nó thực tế chút mấy em. Sắp tới World Cup chuyển qua bình luận bóng đá anh ơi. Ủa, chừng nào đá đi anh Bình. Thực phẩm bán bao nhiêu một ký vậy anh Duy? Bán tao hủ mày ơi.